Bà Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về máy đo huyết áp Omron ha. Thì trên kênh Sức Khỏe 60 Giây mình có rất là nhiều dòng máy thiết bị y tế và của rất nhiều hãng và nhiều model. Thì mỗi một cái model nó sẽ có một cái ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Ví dụ giống như về giá cả, càng nhiều chức năng hỗ trợ thì giá thành càng cao. Tùy theo nhu cầu của mỗi người mà mình có thể lựa chọn một cái phù hợp. Thì bà con có thể tham khảo thêm cách lựa chọn của các dòng thiết bị y tế trên kênh Sức Khỏe 60 Giây. Hôm nay thì Hoàng Sơn cùng cả nhà mình sử dụng máy đo huyết áp Omron HEM6161 ha. Thì đây là dòng máy dành cho du lịch công tác. Nó đeo ở trên cổ tay nè. Nó khá là gọn nhẹ, đơn giản. Thì nếu mà mình có lựa chọn cái dòng cổ tay thì mình sẽ xem tham khảo cái dòng này. Giá của máy này trên vỏ hộp ghi là 880.000. Bà con mình có thể ra các cửa hàng để tham khảo thêm. Bây giờ mình sẽ thử dòng máy đơn giản này ha. Nó chỉ có đo và tắt một nút và bộ nhớ. Thì đây có bộ nhớ 30 lần nhớ và có thêm một chức năng hỗ trợ, đó là tim đập không đều. Máy này thì bảo hành 5 năm. Máy của Nhật nhưng mà sản xuất tại Việt Nam, lắp ráp tại Việt Nam ha. Rồi, bây giờ mình thử khui máy nha. Bảo hành 5 năm, nhưng mà nếu mà mình xài kỹ á, nó sẽ rất là bền. Rồi, hướng dẫn tiếng Việt ha. Tiếng Nhật, tiếng Trung và tiếng Anh nữa. Bấm vào cái nút này. Mở máy ra. Thì trong máy sẽ có hướng dẫn sử dụng luôn. Đeo ở trên cổ tay. Cái tư thế thì ngồi thoải mái. Ngang tim nha, cái cổ tay mình để ngang tim. Thì bên trong máy sẽ có hai viên pin 3A. Này là pin khô. Thì nếu mà sau này mình mua pin thì Hoàng Sơn cũng khuyến khích bà con mình mua pin tốt một xíu. Nếu mà như tìm không ra thì mình có thể mua pin thường cũng được, nhưng mà xài thì cũng nên lấy ra. Nhiều khi mình để quên, pin rẻ tiền đó, rất là dễ bị chảy pin hư máy ha. Rồi, thì cái dòng máy này bà con mình thấy nè, đo và tắt một nút. Không tắt thì 30 giây cũng tự tắt. Mình nên bấm ở trên giữa, tại vì cái nút nhấn ở trên giữa nha, chứ không có cần bấm lệch trên lệch xuống, để có thể bấm chính xác và cái độ bền nó sẽ cao hơn cho cái nút nhấn. Rồi, bộ nhớ trên đây, trên máy hiển thị cũng khá là đơn giản, chỉ có hai nút thôi. Ở bên đây thì là huyết áp tâm thu, dưới đây là huyết áp tâm trương, dòng ở giữa và dòng cuối cùng là nhịp tim. Trong vòng vắng thì mình thấy có hướng dẫn này nè. Nếu mà mình đo trên cổ tay mà mình để nằm xuống là cũng bị sai, hoặc là để cao cũng bị sai, mình phải để ngang tim. Ví dụ mình có thể tận dụng cái hộp này để mình kê cái tay mình nha. Mình kê cái tay để cho nó ngang tim. Hoàng Sơn cũng nhắc lại, đây là dòng dành cho công tác du lịch đó, nên là khi mà mình đo trúng tư thế thì cái độ chính xác nó cũng rất là cao, nhưng mà nó sẽ khó đo hơn là cái dòng bắp tay. Tại bắp tay thì lúc nào mình quấn như vậy thì nó cũng ngang tim rồi nha. Và giá thành của hai dòng cổ tay và bắp tay của cùng một hãng nó gần như là giống nhau, nó không có lệch nhau về giá nhiều đó, nên là tùy vào cái nhu cầu sử dụng mà mình mua ha. Cách đo huyết áp như thế nào cho chính xác, bớt sai lệch, thì bà con mình có thể tham khảo thêm nhiều video trên kênh Sức Khỏe. Bây giờ mình chỉ thử sử dụng cái máy này xem nó như thế nào. Mình mua pin khô, ví dụ hãng nào cũng được. Alkaline nè, là dòng pin khô, để không bị chảy pin ha. Rồi, ở dưới nắp dưới đây mình bật lên. Cái dòng máy này thì chỉ có hai viên pin thôi. Còn dòng máy bắp tay, đeo trong bắp tay thì có 4 viên pin, thường là 2A. Còn cái này nhỏ gọn, 2 viên. Rồi, mình sẽ thử đeo vào cổ tay. Mình nên đeo vào tay trái nha. Đeo vào tay trái, tại vì tay trái và tay phải nó sẽ có độ sai lệch khác nhau, nên mình nên đo một tay. Chứ mình đo tay trái thì mình nên đo tay trái luôn, để mình dễ so sánh huyết áp của hôm nay và ngày hôm sau. Rồi, chúng ta lọt miếng băng vẫn qua, gắn vào cổ tay như thế này, cách 1-2 cm, và quấn vòng quấn lại. Rồi,
mình sẽ lấy một cái hộp mình kê lên đây. Đầu tiên thì Hoàng Sơn chia sẻ về bà con mình về máy rồi ha. Cái máy này thì là dòng rẻ tiền của hãng Thomson, nó đo huyết áp và điểm nhịp tim thôi. Có những dòng mắc tiền hơn, nó sẽ có ngày giờ nhớ, rồi cột báo với huyết áp cao. Rồi có dòng cao cấp hơn thì là kết nối qua điện thoại để sao chép dữ liệu và có thể gửi cho bác sĩ. Rồi, thứ nhất là về máy. Thứ hai là mình sẽ chuẩn bị gì trước khi đo. Trước khi đo thì chúng ta nên ngồi nghỉ 5-10 phút ha. Mình ngồi nghỉ 5-10 phút. Tại vì khi mà mình đang lao động nặng á, hoặc là đang làm việc, thì huyết áp mình nó sẽ lên. Đo dẫn ra kết quả nhưng mà nó sẽ không có nói lên chính xác được cái sức khỏe của mình vào lúc đó. Và cái thứ hai là mình nên đo cùng thời điểm trong ngày. Ví dụ hôm nay cũng đo buổi sáng tầm 8 giờ sáng thì ngày mai cũng vậy, mốt cũng vậy, và trong tháng nó gần như vậy, để mình có thể so sánh sức khỏe mình như thế nào. Còn nếu mà trong ngày đó mình có thể đo để mình theo dõi thì đương nhiên mình đo lúc nào cũng được nha. Và hai lần đo phải cách nhau là 3 phút. Rồi thì cái dòng máy này có bộ nhớ 30 lần. Nhưng mà nếu bà con mình kỹ thì có thể có một cuốn sổ để ghi lại nha. Để mình ghi lại, mình ghi ngày giờ. Tại cái dòng này thì nó không có ngày giờ. Còn cách sử dụng của máy này thì khá đơn giản ha. Chúng ta chỉ cần quấn vào cổ tay. Đây, cách khoảng 1-2cm, tức là cỡ hai ngón tay đó. Đeo bên tay trái nè, mình quấn vòng quấn lại. Rồi, thường thì mình để tư thế ngang tim đó. Nhưng mà vậy thì mỗi tay mình có thể lấy cái này mình kê đỡ lên cho nó thoải mái xíu. Rồi, khi đo thì mình không nói chuyện nha. Mình đo tầm khoảng 1 phút sẽ ra kết quả. Mình bấm vào nút này, máy sẽ đo lên và xịp xuống ra kết quả. Mình đang đo đúng tư thế nha. Có hiện chữ OK. Rồi, rất là nhanh ha. Rồi, chúng ta sẽ xem kết quả. Tâm thu là 126 và huyết áp tâm trương là 81, còn nhịp tim tham khảo là 80 và đang vòng quấn đúng tư thế. Rồi nếu mà như vòng quấn không đúng tư thế thì mình nên xem lại nha, nên xem lại cái cách đo và có thể đo lại. Rồi bây giờ mình sẽ đọc kết quả nha. Ví dụ thường đi bác sĩ thì nói là huyết áp của mình là 12, giống như cái này là 126 thì có thể làm tròn là 13, là mình biết được cái áp mình như thế nào rồi. Còn muốn biết chính xác thì mình nên tra cả hai con số này vào trong một cái bảng hướng dẫn này. Huyết áp tâm thu, tức là khi tim thu nhỏ lại, là con số lớn nè. Huyết áp tâm trương, khi tim phình to ra. Thì thường hai con số này cao cùng cao và thấp cùng thấp. Có một số trường hợp á thì nó sẽ lệch nhau, nên mình muốn biết chính xác thì mình nên tra hai con số này vào trong cái bảng nha. Là 81 thì nó nằm ở trong đây, 80 đến 85 là cũng là bình thường. Rồi, bà con mình thấy khá là dễ dàng ha. Tắt và mở, tắt và mở, không tắt thì 30 giây tự tắt. Rồi, bộ nhớ bấm vào đây, hiện lên số 1, tức là lần gần nhất. Nếu mà số 2 là lần trước đó nữa, và lần số 30, lần số 31 là lần xa nhất sẽ tự mất, sẽ lưu 30 lần gần nhất nha. Còn các dòng mắc tiền hơn thì sẽ có cái cách hướng dẫn riêng và có những chức năng gì thì bà con mình có thể tham khảo thêm. Rồi, còn cái cách đo huyết áp như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất và đọc kết quả chính xác thì chúng ta có thể xem thêm những video tiếp theo. Hôm nay Hoàng Sơn chỉ chia sẻ chúng ta cách sử dụng máy đo huyết áp Thomson hiệu HEM6161. Và bây giờ là một số lỗi xung quanh của cái dòng máy này để bà con có thể tham khảo. Ví dụ trường hợp là báo hết pin
thì sẽ có cục pin yếu. Thì trên mỗi dòng máy sẽ có những cái cách báo lỗi của máy, ví dụ E1, E2, E3 hoặc là không hiển thị thì như thế nào, hoặc là vòng bích bị xì. Nếu không quấn đúng thì mình nên xem lại cái cách quấn có chính xác hay không. Còn nếu mà bị xì thì mình gửi về trung tâm bảo hành để nhờ mua để thay thế nha, nếu mà hết hạn bảo hành. Rồi E3 tức là bơm quá mức, E4 là nếu mà mình di chuyển khi đo mà mình nói chuyện nhiều hoặc mình đi chuyển nhiều thì dễ bị xây lệch, thì nên đo lại. Và tim đập không đều là sao, tức là nhịp tim bình thường trung bình từ 60 đến 90 nhịp đập đều đặn, nhưng mà có lúc đập quá nhanh còn có lúc lại bỏ nhịp đó, thì sẽ báo tim đập không đều là hình nhiều trái tim rung chồng lên nhau. Ví dụ như thế này, nếu mà có hiển thị hình trái tim, ví dụ mình đo mà hiển thị tim đập không đều rất là nhiều lần thì mình nên đi khám bác sĩ. Còn nếu mà thỉnh thoảng mới bị thì có thể là do hôm đó mình mệt quá thì mình cũng không nên quan tâm lắm nha. Nếu mà thường xuyên thì mình nên quan tâm nó. Rồi hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ với bà con mình cách sử dụng máy đo huyết áp đơn giản hiệu Omron HEM 6161. Rồi bà con mình có thể tham khảo thêm những dòng khác nha. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Có sức khỏe mình sẽ có tất cả ha. Rồi tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bà con mình nhớ đăng ký kênh và chia sẻ nếu cảm thấy hữu ích với những người thân của mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.